follow YouTube Thế Anh Sport để xem những trận cầu hay. Hello, mình là Thế Anh Sport đây. Xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng xem trận bán kết 2 đôi nam nữ. Trong trang phục áo đỏ phía gần hình là cặp đôi Hùng Hà thuộc đơn vị Đà Nẵng. Và phía xa mình là cặp đôi Trần Văn Trì và Linh Gia thuộc đơn vị Quảng Trị. Đà Nẵng vào cầu trước 0-0. Vâng, video thuộc bản quyền của kênh YouTube Thế Anh Sport. Xin mời các bạn cùng đón xem. Vâng, một pha đánh cầu lỗi đến từ Trần Văn Trì. Điểm 1-0 cho Đà Nẵng. Lực cầu rất mạnh đến từ Hùng của đơn vị Đà Nẵng. Một pha phản cầu rất tốt đến từ cặp đôi của Quảng Trị. Điểm một đều. Vâng, một pha đánh nửa cầu rất hay đến từ Phương Hà. Đổi giao cầu cho cặp đôi Đà Nẵng. 2-1. Thank you.
đầu